Bây giờ là một câu chuyện ở môn bắn cung. Thưa quý vị khán giả, có một điều rất đặc biệt ở môn thể thao này là có tới 99% các cung thủ ngắm bắn bằng mắt phải và bắn bằng tay phải. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ, đó chính là những cung thủ bằng tay trái. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ngoại lệ đó của bắn cung Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Giữa một hàng dọc cả vài chục cung thủ, Nguyễn Ngọc Thụy Vi trở nên nổi bật và khác thường. Tất cả quay phải ngắm bắn, riêng Thụy Vi nhìn theo hướng ngược lại. Việt Nam giờ gì chắc là có mỗi mình Vi đang bắn tay trái thôi. Thì lúc đầu ra là cứ đứng đối diện với các bạn khác thì cũng hơi ngại ngại, nhưng là cũng quen. Vi bắn theo hướng trái không phải vì thuận tay trái, cũng không phải vì thói quen ngắm mắt trái. Thực tế trước đây Vi cũng từng bắn tay phải, cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra. Thì năm đó là cũng còn nhỏ ấy, mà bắn cung hơi bị nặng quá, cho nên là tay phải Vi bị chấn thương. Không chữa trị được thì cũng có suy nghĩ là sẽ thôi không thể thao nữa. Nhưng mà cũng sự động viên của thầy với là ba mẹ, cho nên là mới chuyển sang tay trái để bắn. Chuyển hướng bắn cũng đồng nghĩa với những thay đổi lớn về thói quen tập luyện mà Vi không thể thích nghi trong ngày 1, ngày 2. Ngay cả cây cung cùng các thiết bị của Vi cũng phải thay đổi. Như là Vi mất cả một năm trời để Vi tập thể lực tay trái cho nó đủ sức để dương được cung với tay phải thôi. Thứ hai là về chuyên môn thì là Vi phải nhắm đổi mắt nữa. Hay nhắm mắt phải thì giờ Vi phải nắm ngược lại mắt trái. Rồi tất cả dụng cụ của Vi là thầy và trung tâm của sao thành phố là phải đổi lại cho Vi thành tay trái hết. Mất một thời gian dài nhưng Thụy Vi đã quen với việc bắn trái tay gần 15 năm và còn có thể giành huy chương vàng quốc gia. Đến giờ Vi đã là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nhưng vẫn tham dự các giải trong nước để được thỏa mãn với niềm đam mê. Và bất cứ giải đấu nào, Vi vẫn sẽ giữ một vị trí nổi bật với thói quen bắn tay trái có 102 của mình.